vừa nãy Trần có đang nói dở trong đoạn này là luôn luôn lệ thuộc vào Trung Quốc và chịu sự chi phối của Trung Quốc. Nhưng lịch sử đã chứng minh rằng Trung Quốc chưa khi nào áp đặt được những cái ý muốn của họ lên dân tộc Việt Nam. Ngay từ thời kỳ xin chào Xuân Trần đó rồi. Xin chào Chào người em. đồng đội Bà Rịa Vũng Tàu đang nói về cái Dạ, chào anh cho anh. vấn đề mà rồi Xuân Trần có thể nói đôi lời với lại bạn bè mình không? Thì bây giờ em mới ăn cơm ra, em nghe anh livestream này thì thôi, bây giờ có thể là anh đưa ra cái tựa đề để mà anh em chúng ta cùng đóng góp Không. đất xây dựng hay là nói chuyện cho nó rôm rã tí coi, chứ em mới vừa ăn cơm ra cũng chưa biết nội dung là cái mục đích của livestream như là anh Đây. nói thế nào rồi. Anh đưa Bây ra giờ chủ tôi xin đề đi hỏi để em. Xuân Trần một câu như thế này rất ngắn gọn và mong rằng Xuân Trần sẽ chia sẻ những suy nghĩ của mình để chúng ta cùng chia sẻ những tâm tư của mình. Cái thằng Vâng. Ben Đi Trương á, nó nói rằng Việt Nam luôn luôn lệ thuộc và chịu sự chi phối của Trung Quốc. Điều này có đúng không theo suy nghĩ của Xuân Trần? Xin mời Xuân Trần phát biểu. Nó nói là Việt Nam luôn bị chi phối bởi Trung Quốc và đang mất dần đất nước vào tay của Trung Quốc. Thì xin mời Xuân Trần có những cái suy nghĩ về chia sẻ của mình về vấn đề này. À, như vậy thì em cũng phát biểu theo cái tư tưởng suy nghĩ riêng của em. Nghĩa thế này này, căn cứ vào đâu mà Benny Chương nói cái việc đó? Anh nói cái việc gì anh phải có cái căn cứ của nó. Anh lấy cái tư liệu Đúng. lịch sử nào về quá khứ cũng như hiện tại, anh lấy cái cơ sở nào đó? Nó không có một 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 cái lý luận thực tiễn thì bây giờ em nó bác bỏ hoàn toàn cái luận điệu của Benny Chương. Benny Chương là hình như cái tay độc cô gì độc độc nhẫn lâm là gì đó ha, Đúng anh đúng Sượng. đúng 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 đó đấy. À, bây giờ em có thể lập luận thế này nè: Việt Nam là một trong những nước của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc 159 nước và ký cam kết thực hiện cam kết theo các công ước quốc tế. Việt Nam có chủ quyền, Việt Nam có tiếng nói riêng của dân tộc Việt Nam, quốc thể Việt Nam được cộng đồng thế giới công nhận, đứng chân trong 159 nước của cộng đồng Liên Hợp Quốc, thì không có cái gì gọi là lệ thuộc hết. À, không có gì mà thậm chí bây giờ thực tế mà cái năm 1918 đây là đã đánh giá về kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng Việt Nam là đã vượt bậc đó. Như vậy thì không có một cái nói là phải có cơ sở đấy. Cho nên là em nói là bác bỏ hoàn toàn những cái luận điệu đó. Những cái luận điệu đó là những cái luận điệu chỉ có nói những kẻ ngu si dốt nát, cái bè lũ mà coi như ngồi cuối cùng ngồi chỉ nói chuyện, cái bắt đầu là kiếm ba cái đồng đô la rách nát rồi bắt đầu sắm nói tào lao vậy thôi. Chứ bây giờ anh em mình vẫn có lập trường. Thật ra mà nói thì anh em mình thế hệ sau này, thật ra mà nói thì ý em cũng nói thế này: bây giờ là cả hai cái nền đệ nhị đệ nhất cộng hòa và đệ nhị cộng hòa, hai cái đảng là đảng cần lao và cái đảng dân chủ của nó đã bị cộng sản nó chứng minh rằng là tụi bay là kẻ bán nước, là kẻ vong nô. Thập kỷ 21 này Đúng rồi, đúng rồi. hoàn toàn độc lập, có chủ quyền, coi như đứng tên trong 159 nước mà ký cái cam ước quốc tế là không xâm phạm chủ quyền. À, nhưng mà Trần Ngơ, theo suy nghĩ của Trần Ngơ là chúng ta cũng phải cần có những cái dẫn chứng để mà cho các thế hệ trẻ cũng như là cho cái những người ở bên hải ngoại người ta nhìn rõ Hình như mắt sắn anh đâu ơi. mới là sự thật. Vâng. Rồi rồi rồi, được rồi đấy. Vâng. Em cũng nhiều lúc em cũng nhìn nằm đêm suy nghĩ thế này anh Sương ơi, tức là nhiều lúc mà mình nghĩ mình cảm thấy mình đem một cái công lý của mình mà mãi với miệt mài đấu tranh với lý lẽ rồi chứng minh rồi thế này thế nọ với những cái kẻ mà nó em nghĩ là vừa dốt mà vừa theo gọi là cái lý luận cùng, Đúng rồi. lý luận cùng, không có minh chứng, không nhiều lúc mình mà cảm thấy mình bỏ nó một cái công mà để mình phản biện với tụi nó, cảm thấy nó vô ích quá anh. Thật ra em nhiều lúc em cũng nghĩ vậy, mà nếu mình không nói á thì em có quan điểm thế này anh nghe nè: trên hơn 90 triệu dân Việt Nam mình vẫn chấp nhận, trong cái nước Việt Nam mình vẫn có những người còn
cái suy nghĩ về chính trị, suy nghĩ về cái sinh mệnh đất nước nó có không phải như anh em mình đâu. Sợ những cái luận điệu xuyên tạc nó rồi mưa dầm thấm lâu, nó làm cho người dân người ta hiểu sai về đảng và chính phủ mình, hiểu sai về quân đội mình, hiểu sai về đất nước mình. Để rồi đất nước mình nó lại nó thêm có phần trình trệ thôi. Chứ nếu mà thật ra mà nói, em nghĩ là hơn 90 triệu dân Việt Nam này bây giờ có những người dân mặc dù cái điều kiện gì đó người ta cuộc sống còn khó khăn, mà cuộc sống còn khó khăn thì cái trí thức người ta, cái kiến thức người ta đôi khi có hạn như vậy, nhưng mà người ta không nói ra, nhưng mà trong lòng người ta nói, em dám cam kết với anh rằng lên tất cả các miền cao nguyên nơi xa xôi hẻo lánh kia, hỏi một người dân tộc rằng anh chị có yêu Tổ quốc Việt Nam này, người ta khỏi cần suy nghĩ, ta trả lời rằng tôi yêu. Mặc dù trong ý thức người ta muốn giải bày vì sao yêu đất nước Việt Nam này, người ta không có cái đủ cái lý lẽ là không có đủ từ ngữ đây để nói ra cái đó. Thế thì bây giờ em mới nói với anh này, em nhiều lúc em cũng suy nghĩ, nằm trên suy nghĩ nói là anh em mình lên phản biện rồi luận chứng để mà với cái tụi này. Cái tụi này là em thấy em dùng cái từ gì cho nó đúng ta? Cái bọn này thì em dùng một cái từ chắc là, hay là gọi cho nó chó cắn cùng đi, chó cắn cùng đi. Nó không còn cái lý lẽ, không có biện minh, không có chứng minh một cái gì hết. Những cái hiện thực nó hiển nhiên. Như bây giờ là, như là ví dụ em nói với anh, như là trường hợp có Đào Minh Quân, rồi trường hợp có thằng gì mà Trần Dân á, Dân mà chim tinh gia Trần Dân mà cái gì đó đó, toàn những tàu lao bất chế không đó. Rồi là bây giờ là tổ chức tụi nó là tự lừa đảo lẫn nhau, tự xứng tự xưng. Nhiều lúc em cũng nghĩ thế này, đúng là cái đất nước nước ngoài người ta có cái tự do dân chủ mà Việt Nam mình không thể áp dụng được, anh không thể áp dụng được. Ví dụ thế này, người ta đưa ra, nhưng Trần Dân đưa ra nó là coi như là người mà phải nói là một trợ lý đắc lực cho tổng thống trước đây là Obama, bây giờ là Donald Trump. Thật ra cái văn hóa này là văn hóa hầu như em nghĩ là chỉ dành cho đất nước của tụi nó đang ở thôi. Cho Việt Nam mình, em nghĩ thế này, anh xúc phạm tới một vị lãnh tụ quốc gia, tức là anh xúc phạm tới quốc thể đó rồi, mà anh đã xúc phạm tới quốc thể đó rồi thì tiêu diệt chứ còn gì để nữa. Thế thì bây giờ em nhiều lúc em nằm đêm suy nghĩ, thế cái văn hóa mà người ta gọi là dân chủ của nước nó ở đó, em chưa muốn nói nước Mỹ, nước Úc, Canada mà kệ, mà có văn hóa kiểu tự do kiểu đó thì cũng chẳng khác là cá đối bằng đầu, cá mè một lứa. Lãnh tụ quốc gia cũng giống như quần chúng nhân dân, anh muốn lên làm tổng thống cũng được, thủ tướng cũng xong. Thậm chí Trần Dân nó bây giờ tuyên bố nó đương thời là một trợ lý đắc lực cho Donald Trump. Nó tại sao police của American không cầm cái đầu nó lại? Nhưng cái đó mà nếu áp dụng từ Việt Nam mình là không được, cho nên nó tự do nói, nó nói. Thì bây giờ tiếng nói người dân Việt Nam mình muốn nói với nó rằng bọn bay chơi một lũ với nó là ăn tục nó phát. Ăn tục nó phát. Một người có tài không phải là lên diễn đàn mà nói là ta đây tổng thống giờ Việt Nam mình nói như thế là cảnh sát người ta nó hỏi thăm sức khỏe liền. Rồi bên đó vẫn cứ nói như vậy đó. Thì giữa hai cái hoàn cảnh sinh hoạt của người công dân của hai nước nó khác anh ơi, nó khác. Đúng rồi, đúng rồi. Mình chỉ ở đây cho mình nói một câu thôi. Dạ nó khác anh à, nhiều lúc em nghe nó khác hoàn toàn á. Chứ bây giờ Việt Nam mình ai dám nói là tôi là trợ lý đắc lực của ông chủ tịch nước Trần Đại Quang, nói cái cảnh sát người ta hỏi liền cho mình, nó cứ tự xưng. Thậm chí là tôi bạn với tổng thống cũng được mà người ta hỏi. Thế thì bây giờ cái dân chủ, em nhiều lúc em suy nghĩ nè, cái người ta là cái nhân quyền, nhiều lúc người ta đặt cái nhân quyền, cứ gọi nhân quyền là cảm thấy nó cao, nhưng em có thấy là cái nhân quyền này á, nhiều lúc anh cũng phải đứng một giới hạn của một quốc thể quy định, của một quốc thể quy định. Ví dụ em muốn nghĩ em vấn đề đời thế này, anh nhân quyền kiểu Mỹ, em xài cái nhân quyền kiểu Mỹ á, là muốn nói gì nói, cá mè một lứa, cá đối bằng đầu cũng cứ nói. Thế cho nên tụi nó có lên diễn đàn, tụi nó nói tào lao tiên đế, rồi anh em ta tốn công là phản biện với nó, mà chúng ta là lấy bằng thật để nói với chuyện với nhôm. Em dụ em nghĩ vậy đó. Đúng rồi. Lấy cái bằng thật mà đi nói chuyện với cái bằng giả nhôm đồng sắt kẽm không, nhiều lúc nó cũng, em cũng thấy nó cũng tốn công. Chứ mà bây giờ bức xúc của anh em mình á, em với anh là trong hội cựu chiến binh, những người trải qua chiến trường rồi, thấy cái chuyện mà nó bất bình như vậy mình không nói á, anh à, thì tự nhiên lương tâm này cứng rứt. Thật sự. Đúng rồi. Em nhiều lúc em cũng công khóa lên diễn đàn để nói chuyện về thôi, chứ thực tế là nói em cũng chưa được phép nói ra anh Sường.
anh Nga, em chưa được phép nói, bức xúc lắm. Còn tới giờ suốt ngày suốt đêm chúng ta là đối đầu những cái dốc lát ngu si đừng đụng, phải nói là phải nói là anh thấy không thể xếp nó vào cái dạng gì, không thể xếp được cái dạng gì, nói không lý luận này, không thực tiễn này. Rồi cái độ trình độ mà triết lý để cho người ta dẫn chứng gọi là hùng biện chẳng có ở đâu hết. Nói thì nó càng khi bị người ta chỉ ra là cứ địch chia đéo cái đủ không, cái lũ tụi nó là vậy. Lúc em cũng nghĩ anh buồn cười lắm anh. Dạ em cũng ý kiến về đó thì thôi anh tiếp tục nói có gì em đóng góp được em đóng góp. Rồi cảm ơn những chia sẻ của Xuân Trần. Tôi suy nghĩ thì cái nền dân chủ thì nó phải xuất phát từ những cái thuần phong mỹ tục, từ những cái phong tục tập quán, những cái thói quen của một dân tộc, chứ nó không thể giống nhau được. Thí dụ như những người theo bên đạo Hồi thì những người phụ nữ của người ta theo mình hiểu thì người ta chịu nhiều thiệt thòi, đi ra đường phải chùm mặt rồi phải mặc quần áo như này, nhưng đối với họ đó là một cái sự thoải mái, đó là một cái sự gìn giữ cái sắc. Thì mình không thể lấy một cái dân chủ của nước mình là như thế, là chê người ta bên đấy là như thế, là lạc hậu được. Thì theo Trần Ngơ nghĩ không thể lấy nền dân chủ của quốc gia này để áp đặt cho một quốc gia khác. Chính xác, chính nó phải xác, xuất chính phát xác. Từ cái thuần phong mỹ tục, từ một cái thói quen, từ một cái nét văn hóa của một dân tộc. Cho nên chúng ta không thể lấy cái nền dân chủ của một quốc gia này để áp đặt cho một quốc gia khác. Thế nhưng cái bọn ở bên kia thì chúng luôn luôn cho rằng cái nhân quyền, cái dân chủ của Mỹ là số 1, là hình mẫu, và chúng cũng đã dùng cái nền dân chủ này để làm chiêu bài can thiệp vào nhiều quốc gia khác, rằng chúng mày làm như thế này là không giống tao, là chưa dân chủ, chưa nhân quyền. Nhưng mà cái nhân quyền của Mỹ họ cho là họ đúng, nhưng dưới con mắt của người Việt Nam mình thì lại rất là chê trách. Bởi vì họ nói là cái quyền của con người và quyền được bảo vệ, thì cái người đàn ông là còn đứng sau cả một con chó nữa, thì ở với cái văn hóa nước mình như thế là không thể chấp nhận được. Thế nhưng họ lại cứ cho họ như vậy là ở bên Mỹ đánh con chó là phải phạt, là phải chịu tội. Thì đối với nền văn hóa Việt Nam cho rằng rất vô lý. Cho nên Trần Ngơ, theo cái quan điểm của Trần Ngơ là không thể mang một cái nền dân chủ của một quốc gia này để áp đặt lên cái nền dân chủ của một quốc gia khác. Lại bây giờ anh em chúng ta trên diễn đàn công khai nói, nhưng thực tế những điều mà anh vừa rồi vừa nói á, nó đã nằm trong hiến chương Liên Hợp Quốc rồi, tức là không can thiệp nội bộ, không có quyền can thiệp nội bộ, không có quyền mà để nhúng tay vào quyền chuyện luật pháp của một quốc gia khác. Đó đã nằm trong hiến chương Liên Hợp Quốc, mà mình là một trong những 100 năm thành phần 159 nước của Liên Hợp Quốc. Đấy, bây giờ mà tụi nó ngoài đó nó oan, nó bắt mình phải như nó, nói như mình, thì bây giờ em muốn là bây giờ mày muốn tao như mày thì mày về đây, mày về đây thì nó chứ anh chỉ nói chuyện với nó là cộng số 8 đi nhà tù thôi. Em thật đúng rồi mày đó. Không, em chào anh rồi, em chào anh rồi. Mình rằng từ xưa tới nay ở Trung Quốc luôn luôn muốn Việt Nam chúng ta phụ thuộc vào họ. Họ không muốn nước Việt Nam chúng ta phát triển một cách độc lập. Lịch sử đã chứng minh rằng chưa khi nào người dân Việt Nam chúng ta khuất phục Trung Quốc, kể từ thời xa xưa cho đến tận bây giờ. Cũng có lúc chúng ta bị chịu sự chi phối của họ, nhưng chúng ta cũng đã kịp thời nhận ra bộ mặt thật của họ để chúng ta thoát khỏi cái sự phụ thuộc, cũng như thoát khỏi không để cho họ lũng đoạn chúng ta. Điều đó chứng minh rất rõ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Trung Quốc luôn luôn muốn chúng ta duy trì hai miền Nam Bắc giống như Triều Tiên. Nhưng như những người cộng sản và nhân dân Việt Nam kiên quyết rằng đất nước Việt Nam chỉ là một, cho nên nó phải được thống nhất. Đó là câu trả lời đanh thép cho thằng Benny Trương rằng người Việt Nam chưa khi nào bị Trung Quốc khống chế. Mặc dù có những lúc do áp lực về mặt nọ mặt kia, chúng ta cũng phải nhường nhịn Trung Quốc. Đó là điều đương nhiên khi kẻ yếu luôn luôn phải chịu lép trước kẻ mạnh. Bác ơi, dán bảo chứ còn có cái đầu bánh tét.